20 cộng 20 bằng mấy ta? À, 20 cộng 20 bằng 40. Các bạn ơi, mấy bài toán dễ ẹt như thế này làm sao mà làm khó được mình? 5 cộng 5 bằng mấy ta? À, bằng 2 con ạ. Nhưng mà vẫn không đúng. Thôi, mình sang nhờ anh Vinh làm. Chứ mình ngồi đây mình làm mệt lắm. Anh Vinh tiền lẻ làm bài cho em đi. Không, anh không làm bài cho em đâu. Anh làm bài cho em, lỡ em học dốt thì sao? Quá, wow, con gì đẹp thế? Đây là con Haki. Anh làm bài cho em đi rồi em cho anh con Haki này. Không, anh không làm bài cho em đâu. Em tự làm bài đi chứ. Anh Vinh làm bài cho em đi rồi em cho anh Vinh con Haki này luôn. Anh đã bảo là anh cũng làm rồi mà. Anh Vinh đúng là cái đồ đáng ghét. Bực quá các bạn ơi. Con Haki này đẹp thế mà anh Vinh còn chê này. À, mình còn có đồ chơi này đẹp hơn cả con Haki này luôn. Đảm bảo anh Vinh sẽ thích. Các bạn ơi, các bạn biết cái này là cái gì không? Đây là cây xương rồng Quick Gaming nói. Đảm bảo anh Vinh sẽ thích và sẽ làm bài cho mình. Hả? Sao Quick Game biết nói? Anh Vinh tiền là anh có thích con Quick Game biết nói này không? Thích chứ. Con này ở trên mạng nó đang hot lắm đô la. Wow, đẹp thế. Anh Vinh thích con Quick Game đó thì anh Vinh làm bài cho em đi. Rồi em cho anh con Quick Game biết nói đó luôn. Anh thích thì anh thích đấy. Nhưng mà anh không làm bài cho em đâu. Em tự làm đi. Anh Vinh đúng là cái đồ đáng ghét mà. Các bạn ơi, con Quick Game này đẹp thế mà anh Vinh còn chê nè. À, mình còn có cái này còn hay hơn cả con Quick Game nữa. Anh Vinh tiền lẻ có biết cái này là cái gì không? Game hả? Ngon thế. Game này ngon lắm. Anh Vinh có muốn ăn kem này không? Có chứ. Thế anh Vinh làm bài cho em đi rồi em cho anh một cây. Anh không làm bài cho em đâu, anh làm bài cho em. Mai mốt em học dốt em ở lại lớp thì sao? Anh chỉ bài cho em thôi. Dạ cũng được. Đây, em cho anh kem trước. Được rồi, em có 5 cây kẹo. Anh cho em thêm 5 cây kẹo, làm mấy cây kẹo? Dạ, 10 cây kẹo. Rồi, em viết vô đi. Dạ. Rồi, em có 3 cây kẹo, anh cho em thêm 2 cây kẹo, làm mấy cây kẹo? Dạ 5 cây kẹo. Wow. Em có 4 cây kẹo, anh cho em thêm 3 cây kẹo, làm mấy cây kẹo? Dạ 7 viên kẹo. Đúng rồi. Thôi, mình ăn kem đi, không kem nó chảy nước đó đô la. Dạ. Wow. Ngon quá anh Vinh ơi. Wow. Các bạn ơi, kem ngon lắm các bạn ơi. Kem vừa thơm vừa ngon các bạn ơi. Ngon quá các bạn ơi. Ngon quá. Ngon quá các bạn ơi. Ngon quá các bạn ơi. Được rồi á, để anh chỉ bài tiếp nè. Dạ. Em có 2 cây kẹo, anh cho em thêm 4 cây kẹo, là mấy cây kẹo? Dạ 6 cây kẹo. Rồi em viết vô đi. Dạ. Em có 6 cây kẹo, anh cho em thêm 1 cây kẹo, là mấy cây kẹo? Dạ 7 cây kẹo. Đúng rồi. Em có 7 cây kẹo, anh cho em thêm 3 cây kẹo, là mấy cây kẹo? Dạ 10 cây kẹo. Rồi em viết vô đi. Đúng rồi á. Em cảm ơn anh Vinh. Thế là em đã xong bài của em rồi.